Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui khi vào một buổi thứ hai đầu tuần thì bọn mình lại có cơ hội ngồi xuống và trò chuyện về những cái vấn đề xoay quanh cái thị trường DeFi. Thì chắc là các bạn nghe podcast hôm nay thì đã quá quen với cái món ăn tinh thần này vào mỗi đầu tuần rồi ha. Hôm nay cái podcast DeFi Discussion rất vinh dự khi có một vị khách mời rất là đặc biệt đến tham dự với chúng ta. Cái vị khách mời này thì lần đầu tiên đến với cái podcast DeFi Discussion. Thì chắc là mình sẽ để anh Vũ nói đôi lời giới thiệu về mình ha. Xin chào anh em, xin chào cộng đồng C68. Thì mình là Vũ, đến từ Mì Gói. Mình là founder của Mì Gói Crypto. Hy vọng là mình sẽ mang đến được số thông tin hữu ích đến với anh em. Ok, cảm ơn. Thì thú thật với anh em là ở ngoài đời thì mình với anh Vũ cũng chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ. Tuy nhiên là có theo dõi anh Vũ cũng như là theo dõi những nội dung mà cộng đồng Mì Gói làm ở trên YouTube, thì bọn mình quyết định là bằng mọi cách là phải mời được anh Vũ tới cái podcast để có thể chia sẻ những cái vấn đề mà nó không phải là ngày 1, ngày 2 của cái thị trường, mà nó là những cái vấn đề nó mang tính dài hạn. Thì hy vọng là hôm nay bọn mình sẽ mang lại được nhiều cái góc nhìn nó thú vị cho anh em. Rồi, cái chủ đề hôm nay mà bọn mình muốn nói đó chính là làm thế nào để xây dựng một cái cộng đồng đầu tư mà hướng đến những cái giá trị dài hạn trong tương lai. Thì cái câu hỏi đầu tiên muốn dành cho anh Vũ đó là em sẽ đưa ra 4 cái từ khóa ha. Thì đầu tiên là hệ sinh thái, các cái hệ sinh thái ở layer 2. Cái từ khóa tiếp theo là NFT gaming. Thứ ba là cross-chain và thứ tư là DAO. Thì nếu chỉ được chọn một cái nhóm thị trường để dồn vốn đầu tư trong thời gian tới thì không biết là anh Vũ sẽ chọn cái nhóm đầu tư nào ha? Hiện tại thì anh đang sẽ chọn NFT gaming, nhưng mà trong một cái khoảng thời gian xa hơn á, sau khoảng 3 tháng tới á, thì anh nghĩ là cross-chain sẽ là cái kế tiếp mà anh chọn. Tại năm ngoái 2020 thì anh đã chọn layer 2, là cụ thể là chọn Polygon rồi. Lúc đó là một năm trước là chọn Polygon là ok. Nhưng mà bây giờ thì thị trường nó đã thay đổi, thì anh sẽ nghĩ là cái trend hiện tại là NFT gaming nó sẽ còn kéo dài một thời gian nữa, rồi sau đó là đến cross-chain. Ok, không biết là anh Vũ có thể lý giải thêm được những cái lập luận, những cái lý do nào mà anh đi đến cái quyết định là sẽ tập trung vào cái mạng cross-chain trong thời gian tới ạ? Cơ bản bây giờ mọi người đều thấy là trên thị trường, nếu một năm trước chúng ta sẽ không thấy cái chuyện mà data token đi từ blockchain này qua blockchain kia, nó rất là khó xảy ra và thường là phí nó rất là cao. Nhưng mà sau một năm thì bây giờ mọi người đều thấy, tất cả mọi người đều sử dụng, đều thấy là họ chuyển coin hoặc là token của họ từ Solana qua Binance Smart Chain hay là qua Polygon hay là qua Terra, tất cả mọi thứ đều càng ngày nó càng nhiều cái cầu hơn, càng ngày cái nhu cầu của người dùng là nó càng phong phú hơn, họ yêu cầu cao hơn. Và bây giờ không chỉ là chỉ chuyển coin hay là token, sắp tới là họ còn mong muốn là chuyển được cái NFT của họ qua luôn. Thì cái mà mình thấy là cái thị trường nó sẽ đi tới bước là không phải là các cái nền tảng, hoặc là anh chọn nền tảng A hoặc là anh chọn nền tảng B để xài, mà là tất cả các nền tảng đều phải kết nối được với nhau. Thì đó là cái xu hướng bắt buộc của thị trường trong thời gian sắp tới, không thể nào mà chọn theo kiểu như 2017-2018 là từng blockchain riêng biệt, mà chúng ta đã ở cuối 2021 và sắp sửa qua 2022 rồi. Thì cross-chain sẽ là một cái cầu nối trong cái rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái sắp tới. Thì anh nghĩ là sẽ có rất là nhiều cơ hội. Điển hình nhất là mọi người thấy gần đây ở bên hệ Solana có một cái cầu rất là nổi tiếng là OnBridge. Cái cầu đó họ ra phát hành token rồi và đã họ làm rất là nhiều cầu nối với rất là nhiều blockchain khác nhau, và ngay lập tức họ có rất là nhiều user. Trước khi họ phát hành cái token thì họ đã có một lượng user rất lớn và họ đã chuyển được hơn 1 tỷ đô qua lại trong một thời gian rất là ngắn, trong vòng khoảng 2 tháng thôi. Thì anh nghĩ cross-chain nó sẽ là một cái bản cực kỳ quan trọng và rất là bùng nổ trong thời gian tới. Dạ, chia sẻ với mọi người thì bản thân mình thì cũng theo dõi cái mạng cross-chain này trong cái khoảng thời gian cách đây khoảng 3-4 tháng rồi. Thì
cái câu chuyện mà cách đây khoảng 3-4 tháng mọi người nhắc đến khi mà nói về cross-chain á, thì tất nhiên là mọi người sẽ nói về các cái vụ hack, các cái vụ exploit. Thì chúng ta thấy là có Bully Network, một cái vụ mà exploit nó gọi là lịch sử luôn. Rồi trước đó nhiều cái tên như là AnySwap hay là Thorchain, đúng không? Thì đúng rồi, Thorchain. Đối với em á, thì việc mà rất nhiều các cái vụ exploit nó tập trung vào cái mạng cross-chain thì đâu đó nó không phải là một cái sự tình cờ. Thì không biết anh Vũ nghĩ như thế nào về cái hiện tượng này, và có cái rủi ro nào mà mọi người tham gia đầu tư vào mạng cross-chain cần chú ý? Chắc chắn là cái nó giống như là việc những cái sàn bị hack trong những cái thời gian trước đó. Thì cross-chain là họ đang dùng những cái công nghệ nó, công đầu tiên là dùng cái công nghệ nó hơi cũ, đi kiểu như là Poly Network là dùng những cái cách cũ. Thì tiền họ lưu cái nơi mà chứa cái token hoặc là coin của họ nó không có được bảo mật tốt, thì dẫn đến là nó sẽ bị hacker họ chú ý vào thì họ sẽ tấn công thôi. Nhưng mà theo thời gian, bởi vì cái cross-chain là nó rất là quan trọng và rất là nhiều team họ dồn tiền của và thông sức để mà phát triển, thì cái công nghệ nó càng ngày nó sẽ càng tiến triển hơn thôi. Những cái đội làm tốt hơn họ sẽ ra những cái công nghệ tốt hơn và bảo mật hơn. Thứ nhất là nó tiện dụng, thứ nhì nữa là nó sẽ bảo mật hơn cho người dùng. Thì mình dùng cross-chain thì mọi người không nên kiểu như là dùng một số tiền lớn để mình chuyển ngay lập tức. Mình nên chia nó ra làm nhiều lần, ít nhất là mình giảm cái rủi ro của bản thân mình. Và cũng không nên dùng cái ví chính của mình để mà nhảy lên cross-chain. Chỉ nên chuyển qua một cái ví phụ, rồi từ ví phụ mới đi ra ngoài. Thì như vậy nó giảm nhiều cái, nó tạo ra nhiều cái lớp bảo mật cho cái tài khoản của mình, và nó giảm cái rủi ro hơn. Thì đó là cách mà anh hay sử dụng. Ok, đó là về vấn đề an toàn bảo mật ha. Thì nói về cái vấn đề mà cầu nối cross-chain á, thì cách đây cũng không lâu đâu, em thấy đồng sáng lập của MakerDAO, thì ông này ông cũng chia sẻ một cái dòng tweet, đó là các cái cầu nối cross-chain á, hiện tại thì nó sẽ gặp một cái vấn đề về tính phi tập trung. Đơn giản vì ví dụ như anh cross từ trên Solana sang Ethereum đi, thì về mặt cấu trúc hai cái nó khác nhau, cho nên là khi mà cái khâu mà chuyển đổi dữ liệu giữa hai bên đó, thì sẽ phải có một cái bên thứ ba nào đó họ đứng ra, họ kiểu như là phiên dịch cái sự khác biệt đó. Thì ông này ông bảo là cái việc cross chain như vậy thì nó sẽ không hoàn toàn đảm bảo được cái tính phi tập trung. Và anh Vũ nghĩ như thế nào về cái nhận định này, và nếu như mà đúng như lời ông này nói thì có phải đây là một cái yếu điểm trong cái hệ sinh thái blockchain hiện tại hay không, khi mà nó bị phụ thuộc vào một cái đội nhóm hoặc là một cái nhóm người cụ thể nào đó? Đúng, ở thời điểm hiện tại thì điều đó ông ta nói không có sai. Điển hình là mình thấy cái Poly Network nó bị hack, thì cái điều đó là chắc chắn đúng rồi, không có sai ở thời điểm hiện tại tháng 10 2021. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà có nghiên cứu về Chainlink thì nếu mà đọc về cái CCIP của họ thì anh em sẽ hiểu là cross chain sau này nó không còn chỉ đơn giản là chỉ mình chuyển token từ chain A qua chain B, mà mình có thể là đứng ở chain A, ví dụ anh em vay cái ETH ở chain A, nhưng mà anh em đi qua bên cái chain B, anh em dùng cái đó, anh em đầu tư và có lời, và có thể trả lại cái tiền vay ở trên cái chain A, nhưng mà hoàn toàn token không có chạy ngược về trên A mà xử lý trên trên B luôn. Thì đó là cái cross chain nó sẽ đi tới cái giai đoạn là nó xử lý luôn cả cái lệnh smart contract từ bên A qua bên B luôn. Nó phức tạp hơn rất là nhiều và nó tiện dụng hơn rất là nhiều đối với người dùng. Thì cái điều đó sẽ trở thành hiện thực khi mà CCIP của Chainlink đi vào hoạt động hoàn toàn. Thì cái CCIP anh em có tưởng tượng nó giống như là một cái chuẩn, nó chạy trên, ví dụ như anh em mình đang nói chuyện với nhau thì đang sử dụng cái chuẩn là TCP/IP của Internet ở chạy nền phía dưới, thì cả thế giới blockchain sau này họ sẽ dùng CCIP làm cái chuẩn, và tất cả những cái protocol CCIP đó nó sẽ là một cái chuẩn chung, cái chuẩn chung cho toàn bộ thế giới blockchain và chạy trên các cái node của Chainlink. Thì số lượng node của Chainlink nó sẽ rất là nhiều. Thì như vậy thì nó sẽ tăng được cái tính phi tập trung và giải được cái bài toán mà bên founder của MakerDAO nói lúc đầu. Wow. Cho nên anh mới nói là càng ngày có rất rất là nhiều những cái team họ đổ rất là nhiều chất xám và tiền bạc vào cái mảng này. Và khi mà CCIP của Chainlink vào, họ
launch được mainnet của cái tính năng đó xong thì có thể nói là cả cái thị trường chúng ta sẽ đi vào một cái trang mới luôn, giống như 30 tháng 4 năm 2019 khi mà Chainlink họ launch mainnet của họ vậy. Thì khi mà Chainlink launch mainnet, chúng ta mới có khái niệm về DeFi. Trước đó không ai biết, trên thị trường không ai biết DeFi là gì. DeFi là một khái niệm rất là mơ hồ, chỉ có founder của Chainlink nói về cái đó thôi. Bởi vì ông ta là người làm cái hạ tầng mà, thì sắp tới cũng như vậy. CCIP sẽ là một cái, mình có thể gọi là giống như là một cái trang mới của công nghệ blockchain vậy. Wow, rất là đáng chờ đợi đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, thì chắc là mình sẽ nói sang một cái vấn đề khác, nó cũng liên quan đến các cái xu hướng hiện tại và có thể là trong tương lai. Thì hiện tại em thấy thì có khá nhiều các cái mạng thị trường nó đang là một cái sự kết hợp giữa các cái trend hiện tại. Ví dụ nếu chúng ta kết hợp NFT gaming cùng với cái mô hình DAO, thì cái mô hình tự trị á, thì chúng ta sẽ thấy là có các cái guild, các cái tổ chức họ hỗ trợ gamer tham gia vào một cái game nhất định. Rồi chúng ta cũng có thấy là rất là nhiều các cái layer 2 kết hợp cùng với các cái sự hỗ trợ của các cái cross chain, thì nó mở ra nhiều cái thị trường nó cũng hoàn toàn khác và nó rộng hơn rất nhiều so với riêng Ethereum từ thời điểm đầu. Thì không biết cái xu hướng kết hợp này nó chỉ đơn thuần là một cái cách để các dự án họ ứng phó với thị trường hiện tại, để họ duy trì được cái tâm lý là có một cái thứ gì đó để cho cộng đồng nói về, hay là nó có thể sẽ là một cái xu hướng, một cái ngách thị trường dài trong tương lai. Biết anh Vũ nghĩ thế nào? Anh nghĩ đó là một cái xu hướng dài hạn của thị trường. Tại vì thị trường họ bây giờ chúng ta khác rất là nhiều so với 4-5 năm trước. Chúng ta có rất là nhiều thứ, có smart contract nó phức tạp hơn, các cái chain nó cũng kết hợp với nhau nhiều hơn. Và điển hình như anh em cũng thấy gần đây, trong một khoảng chừng một năm trở lại đây thôi, thì game trên blockchain là rất là nhiều, và đặc biệt sau cái thành công của Asia thì cái game thì xưa đến giờ là game là một cái mảng mà người ta có thể sống hoài. Từ lúc có khái niệm game tới bây giờ thì cái thị trường nó cũng rất là lớn, hàng trăm tỷ đô là chứ không phải là nhỏ. Thì cái việc mà họ phát triển ra thành những cái gai game hay là kết hợp giữa L2 với cross-chain thì đó là cái sự phát triển bắt buộc phải có của thị trường thôi. Giống như anh nói lúc đầu là các cái blockchain họ không thể nào mà cứ bắt người dùng phải chọn là hoặc là dùng blockchain A hoặc là dùng blockchain B, và họ phải đi tới cái giai đoạn là họ kết nối được với nhau. Thì đó là cái xu hướng bắt buộc, và nó sẽ là xu hướng lâu dài chứ không phải là ngắn hạn nữa. Những cái blockchain nào mà bắt buộc người ta chỉ được dùng của họ, không được dùng của người khác, thì blockchain nó sẽ không có user, không có người dùng. Trừ khi đó là những blockchain kiểu như là CBDC, kiểu như đóng hoàn toàn như là của các cái chính phủ. Nhưng mà rồi thì một cái cách nào đó các chính phủ, những cái blockchain đó cũng phải mở ra để tương tác với những cái blockchain khác. Mặc dù cái độ tương tác nó có thể sẽ ít hơn, nó không mở hoàn toàn, nhưng mà nó có sự kiểm soát chặt hơn, nhưng mà chắc chắn nó phải mở. Nếu không thì nó sẽ giống như là những cái nó gọi là data silo, là những cái thùng chứa data thôi, nó không có nhiều người dùng trong đó, thì nó là một blockchain chết. Dạ. Yeah. Hồi nãy anh Vũ có nhắc đến cái từ khóa là CBDC, thì có theo dõi kênh YouTube của bên Mì Gói thì em thấy anh Vũ cũng từng nói đến từ khóa này trong một cái clip về Algorand đúng không ạ? Thì đúng rồi. Không biết mọi người thấy sao, nhưng mà cá nhân mình khi theo dõi những cái nội dung của bên Mì Gói á, thì ví dụ như anh Vũ cách đây khoảng 3-4 tháng thì đã bắt đầu nói về NFT gaming và cross-chain, thì khoảng thời gian sau 4 tháng thì mọi thứ nó trở thành gọi là hiện thực. Thì không biết là cái CBDC này như thế nào, và anh Vũ đang có cái quan điểm như thế nào về cái từ khóa CBDC. Và câu hỏi thứ hai luôn là làm sao để mọi người có thể bắt được những cái trend nó hiệu quả, làm sao để chúng ta có thể gọi là dự đoán trước được những cái xu hướng, để đến khi mà trend nó thực sự nó diễn ra thì mình chỉ có ngồi và mình nói vui là mình ngồi mà mình hưởng thôi. Thì anh Vũ có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề này không? CBDC thì tới bây giờ tháng 10 hay 21 thì nó là quá rõ ràng rồi. Thì hôm gần đây thì có mấy cái báo nó có đăng public luôn, đăng công khai là có hơn 100 quốc gia họ đã chính thức nghiên cứu CBDC.
Thì như bên ngay cả ở Việt Nam mình là cũng đã, ngân hàng nhà nước họ nghiên cứu từ 2015 nữa. Ở bên Trung Quốc họ nghiên cứu từ 2014-2015 và họ đã triển khai vào tháng 3, tháng 4 năm 2020, triển khai ở một số thành phố lớn ở Trung Quốc. Thì sau đó thì anh không nghe thêm thông tin là họ triển khai nó, họ có mở rộng hay không. Nhưng mà Trung Quốc thì họ xác định blockchain, công nghệ blockchain là một trong năm công nghệ chiến lược của, một trong năm chiến lược quốc gia của họ. Thì chắc chắn CBDC là một cái bước cực kỳ quan trọng mà họ phải làm cho nó xong. Bởi vì mình mọi người cũng sẽ thấy là chúng ta đang giống như mình đi tiến triển từ tiền giấy chuyển qua tiền tiền điện tử, là tiền trong ngân hàng của mình á, thì sắp tới thì nó phải chuyển tới tiền thuật toán thôi, hay là tiền mã hóa cryptocurrency mà mình đang sử dụng, đang giao dịch mỗi ngày. Thì đó là cái xu hướng tất yếu, bởi vì nó nhanh hơn, nó tiện lợi hơn và nó kiểm tra được rất là dễ. Có rất là nhiều ưu thế khi mà chính phủ họ sử dụng CBDC cho chính phủ, cho nên các chính phủ họ không có lý do gì để không sử dụng CBDC. Ví dụ bây giờ một cái anh em đi mua một cái tô phở đi ha, đi ăn một tô phở, thanh toán tiền bằng cái ví trên cái điện thoại, trả cái tiền, cái nghe cái tít xong thôi, thì chính phủ họ track được à, ông Nguyễn Văn A mới ăn tô phở ở cửa hàng nào, lúc mấy giờ, chi bao nhiêu tiền, thì cái dòng tiền nó đi vô cái tài khoản của cái chủ tiệm phở là bao nhiêu. Cuối tháng ông chủ tiệm phở mà khai láo hay thiếu thì chết với ông thuế liền. Đó là một cái CBDC, nó mình nhìn xa hơn một chút nữa, khi CBDC phổ biến có nghĩa chúng ta mất luôn cái một cái quyền gọi là, người ta gọi là giống như privacy, mình mất đi thêm một cái mảng nữa về quyền riêng tư của mình. Giống như là mình dùng Facebook thì Facebook nó biết hết, thì CBDC chính phủ sẽ biết hết anh đi đâu, tại vì mình cầm cái điện thoại, mình xài cái gì, bao nhiêu, thu nhập thế nào, thói quen tiêu dùng ra sao, chính phủ biết hết. Thì CBDC nó còn hơn cả Facebook nữa. Thì cho nên chắc chắn CBDC sẽ phải được triển khai, vấn đề là khi nào thì nó bung ra. Và trong có một số cái gọi là anh em trong miền gói hay nói vui vui là nhờ vào cái dịch Covid, đó là một cái điều rất là xấu, một dịch bệnh rất là xấu, nhưng mà mọi người trong cái thời gian đó mọi người làm quen với thanh toán điện tử nhiều hơn, làm quen với thanh toán online nhiều hơn, thì CBDC sau thời gian này họ triển khai nó sẽ thuận tiện hơn. Thì đó là về CBDC, anh nghĩ là không có gì phải bàn cãi về cái xu hướng đó nữa, nó quá rõ ràng rồi. Về nghiên cứu về các cái trend thì thật sự là anh có một bên mì gói thì có một cái gọi là cái tip, một cái mẹo là chúng ta theo dõi những cái dự án mà thuộc về nền tảng, những cái dự án mà nó không có lệ thuộc vào bất kỳ một blockchain nào. Ví dụ đừng có chỉ coi Ethereum không, ví dụ coi Vitalik Buterin không thì nó không có đủ, thì mình có thể theo dõi những dự án ví dụ như là những cái mà blockchain bắt buộc phải có là Oracle Service. Cái dễ nhất là Oracle Service, đó là Chainlink. Thì đối với góc nhìn của bên mì gói thì Chainlink là Oracle Service tốt nhất trên thị trường, bởi vì ít nhất thì nó chạy từ tháng 5 2019 tới bây giờ, nó chỉ có một lần xảy ra lỗi, mà lỗi thiệt hại chỉ có vài chục ngàn đô thôi, mà họ fix được ngay lập tức trong khoảng 30 phút thôi. Còn tất cả những Oracle khác đều không đáng tin. Thì bởi vì Oracle Service là nó là cái nền tảng giống như là điện đường trường trạm vậy, một cái thành phố mới phát triển thì phải mở đường vô thì mới phát triển được. Thì phải hỏi ngay cái ông làm đường, muốn biết cái thành phố đó nó phát triển hay không thì hỏi ông làm đường trước, ông quy hoạch đô thị trước. Thì thứ nhất là theo dõi Chainlink, coi người ta làm cái gì, đi tới đâu. Ví dụ như hồi nãy mình nói về CCIP của Chainlink, thì trên thị trường bây giờ không có nghe ai nói về cái chuyện mà đứng ở cái chain A có thể vay tiền ở chain B, rồi thanh toán ở chain C, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó chưa xảy ra, đúng không? Thì bởi vì chưa có CCIP của Chainlink họ đi vào vận hành. Thì khi nó đi vào vận hành xong rồi thì cái điều đó sẽ xảy ra. Thì đó là một cách. Đó là một. Thứ hai là mình có thể theo dõi những cái dự án khác, kiểu như là The Wrap, hay là những dự án như là những mấy cái lưu trữ. Sắp tới blockchain nó sẽ đi theo cái hướng là data nó rất là nhiều rồi, anh em sử dụng data của anh em trên blockchain là kinh khủng, mỗi người đều rất là nhiều rồi, thì nó phải có nơi lưu trữ những cái data đó. Thì phải theo dõi những cái giống như Filecoin hay là AWI, những cái dự án như vậy. Thì nó là thuộc dự án nền tảng, thì chắc chắn là mình sẽ đi trước được thị trường.
ít nhất là 3 tháng cho tới 1 năm. Thì Chainlink là có thể đi trước 6 tháng đến 1 năm. Còn nếu mà chúng ta chỉ theo dõi như vậy là hôm nay coin này, coin kia hay token này, token kia nó ra một hai tính năng gì đó thì chúng ta sẽ dễ bị họ hướng vào cái phễu thông tin, mà cái phễu đó là ngắn hạn thôi. Thì cái điều đó đôi khi nó sẽ mất đi cái lợi thế về việc chủ động. Ok, hồi nãy anh có nhắc đến việc là chúng ta sẽ theo dõi các cái dự án nền tảng. Thì em có một cái thắc mắc như thế này, đó là hầu hết các cái dự án nền tảng á, nó gần như là nó sẽ là đầu tàu ở trong cái mạng của nó rồi. Ví dụ như Chainlink thì nó là đầu tàu trong mạng Oracle. Rồi các cái dự án như là Storage, như là Filecoin hay là Arweave. Thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao để định giá được những cái dự án ở trong những cái mạng nền tảng như thế này. Đặc biệt ví dụ như mọi người mà thường follow những cái con mà low cap đi, thì họ sẽ có thể có được những cái con dẫn đầu thị trường, thì họ có thể phần nào đó so sánh và ước lượng được cái giá trị để xuống tiền nó hợp lý. Còn những cái dự án nền tảng thì cái định giá thì nó hơi khó và nó hơi mông lung một xíu, thì không biết anh Vũ có chia sẻ gì về vấn đề này không? Cái đơn giản nhất là cái dễ ví dụ nhất là như là ví dụ như Chainlink đi, thì đầu tiên là mình phải nhìn vào cái ít nhất mình phải hiểu được cái dự án đó làm cái gì. Cái tầm nhìn là rất là quan trọng nha. Mình thấy rất là nhiều anh em không có quan tâm tới cái tầm nhìn của cái đội dev. Mình phải xem họ cái tầm nhìn của họ như thế nào, và cái đội dev đó họ mạnh như thế nào. Ví dụ như Chainlink là toàn là giáo sư đầu ngành không à, rất là nhiều luôn. Họ toàn là giáo sư hoặc là họ là tiến sĩ về đầu ngành không, thì họ rất là đủ khả năng để họ thực hiện được cái tầm nhìn đó. Cho nên khi mà mình nhìn ra được cái đó, mình hiểu được cái đó, thì mình có thể hình dung được cái một phần nào đó về cách định giá của thị trường. Ví dụ như Chainlink để vận hành một cái nốt Chainlink sau này để thì phải nó sau này là ví dụ như là SWIFT, cái SWIFT mà mọi người chuyển tiền liên quốc gia đúng không, từ ngân hàng từ Mỹ về Việt Nam hay Việt Nam qua Mỹ vậy, thì phải xài cái SWIFT. Thì Chainlink sắp tới SWIFT sẽ dùng Chainlink và sẽ đưa ra một cái tiêu chuẩn luôn, sẽ cả thế giới xài sẽ theo tiêu chuẩn của cái Chainlink họ đưa ra luôn. Thì có phải là mỗi tất cả những cái ngân hàng mà muốn giao dịch quốc tế vô cái hệ mạng lưới của SWIFT thì phải mua cái token Link và stake vào trong cái node của họ, thì khi đó họ mới được tham gia giao dịch. Thì anh em có nghĩ là trên thế giới có khoảng 11.000 ngân hàng lớn, thì sẽ cần bao nhiêu Link để cho 11.000 ngân hàng đó chạy? Và cái để xử lý một cái giao dịch, ví dụ như xử lý một cái giao dịch trị giá 1 triệu đô, thì cái nốt đó phải có cái giá trị là hơn 1 triệu đô người ta mới cho xử lý. Nghĩa là cái nốt đó, cái sự lượng Link stake trong đó phải là hơn 1 triệu. Thì cứ như vậy thì mình sẽ hình dung được là cái giá về lâu dài của cái dự án đó, của cái token đó nó khoảng bao nhiêu. Mình biết được là nó đang phục vụ trong cái thị trường lớn như vậy, mà ví dụ Chainlink thì nó có tới 72, 73 gì đó, 77 cái mảng để mà ứng dụng. Chưa thể, bây giờ chưa nói về SWIFT, nó nói về CCRP để mà kết nối các blockchain lại với nhau, nó chưa nói về bảo hiểm mà không phải như kiểu bảo hiểm mà vừa rồi nó bị sập đó, bảo hiểm trên blockchain đó đâu. Mình đang nói về cái mà Chainlink nói là bảo hiểm về thời tiết, bảo hiểm về vận tải hàng hóa, nếu mà rủi ro thì nó trên ngoài thực địa đó. Có rất nhiều thứ cái mà mình phải nói. Thì phải nói, như ví dụ ở góc nhìn của đội mình gói thì Chainlink là vô giá, không thể định giá được. Mà nó sẽ tạo ra một cái dòng tiền để mà mình có thể sau này mình sẽ thành một cái đặc quyền luôn. Khi mình sở hữu nó, mình sẽ có một cái đặc quyền, giống như là mình ngồi đó mình có thể cho vay, cho thuê, cho người ta thuê cái token đó, và người ta trả cho mình cái tiền phí mỗi tháng. Thì nó còn giá trị hơn là mình định giá một cái token rồi mình mua thấp, mình bán cao. Thì anh đang hay nói với mấy anh em trong bị gói là đi tới một giai đoạn thị trường, đi tới giai đoạn là không phải là mua thấp bán cao là đủ, mà tới giai đoạn là chúng ta mua những cái token có giá trị, và giá trị đó lâu dài nó là tạo ra được những cái dòng tiền. Thì khi mà chúng ta có nhiều dòng tiền thì điều đó nó tốt hơn rất nhiều là mua thấp bán cao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà nó có thể nó sẽ thân thuộc với nhiều anh em, gọi là app in trong DeFi nhiều hơn. Chúng ta sẽ nói về cái vấn đề testnet và retro. Thì được biết là cộng đồng bị gói thì là rất rất là siêng đi làm những cái kèo testnet như thế này, và mọi người cũng liên tục thắng được những cái kèo nó có thể nói là rất là khủng. Thì
Không biết là anh Vũ có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm testnet và retro làm sao để nó tối ưu không những về vốn mà còn là về thời gian. Tại vì kèo testnet thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên là làm sao để lựa chọn ra được những cái kèo nó chất lượng nhất và mình thắng được những cái kèo nó tối ưu nhất thì chắc là để anh Vũ chia sẻ về vấn đề này. Về testnet thì anh nghĩ là đầu tiên là mình phải tìm xác định cái hệ trước, cái hệ sinh thái nào mà nó chưa bùng nổ trước thì mình có thể qua đó. Mình ví dụ như vài tháng trước thì bên Mì Gói họ tập trung vào Celo, trong khi cả thị trường ít ai nhắc về Celo, thì mình nhìn thấy được là Celo cái dàn back của họ rất là đông, có Naval, tỷ phú Naval ha, có founder của Twister, có A16Z, đầu tư có rất là nhiều quỹ lớn đầu tư, nhưng mà cái blockchain nó chả ai quan tâm cả. Thì mình có vào thử thì thấy là có cái blockchain nó còn sơ khai. Thì khi mình vào một hệ sinh thái, điều đầu tiên muốn làm testnet là đi kiếm ngay cái sàn DEX. Cái sàn DEX của mỗi cái hệ sinh thái nó chính là cái chợ lớn nhất trong mỗi thành phố. Anh hay nói với mấy anh em mình gói, mỗi một cái hệ sinh thái nó là một cái thành phố, thì cái chợ là cái nơi quan trọng nhất. Bay vô đó tìm tất cả các cái sàn DEX, test hết, không có chừa cái nào hết, và theo dõi họ. Đó là một cách mà mình thấy là rất là, thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ nhì nữa là khả năng mình nhận được retro, hoặc là khả năng mình nắm được một cái dự án tốt để có thể đầu tư từ sớm là rất cao. Và cái công sức mình bỏ ra nó vừa phải, nó không có quá nhiều, nó không dàn trải. Rồi sau đó thì mình mới tới những cái dự án kế tiếp, ví dụ như là lending hay là staking ở trong đó, thì đó là nằm ở tầng 2 hay tầng 3 rồi. Thì nếu anh em đầu tư theo kiểu mà nhìn những từng cái dòng tiền đi vào từng cái hệ sinh thái, anh em sẽ thấy nó đi theo từng tầng. Thì cái DEX là cái tầng 2, cái đồng coin của cái platform, cái đồng coin nền tảng thì nó là tầng 1, thì tầng 2 là DEX, tầng 3 là mấy cái lending để giữ tiền lại. Thì chỉ cần test ở cái DEX và test tới cái lending là đủ rồi, còn những cái khác thì nếu còn thời gian thì mình mới làm. Thì như vậy nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian và nó hiệu quả nó rất là cao. Và còn thêm một xíu nữa là bên Mì Gói làm thì không phải là mình chỉ test không, mình có một feedback, mình có thể viết email hoặc là làm một cái file PDF thật là đẹp, rõ ràng và feedback cho dự án. Ok, tôi thấy tôi xài sản phẩm của anh rồi, nhưng mà tôi thấy có điểm này nó tốt, nhưng mà ở góc nhìn người dùng cuối thì tôi thấy là nên có thêm tính năng 1, tính năng 2, tính năng 3 gì đó để nó tốt hơn. Đó, thì bên Mì Gói thường là anh em sẽ làm một cái file PDF rất là đẹp để gửi cho họ. Thì thường những dự án mà mình test sớm như vậy, họ chưa có công việc, họ chưa có quá nhiều và cộng đồng họ chưa có quá lớn, thì mình sẽ gây được một cái ấn tượng rất là tốt với họ. Thường thì người ta làm test set, người ta sẽ làm theo năng suất thôi, làm số lượng ạc cao rất là đông, một người có thể làm vài chục ạc. Ở bên Mì Gói thì đi theo hướng ngược lại là chỉ làm một ạc cao thôi, nhưng mà mình làm tới nơi tới chốn thì từ đó sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội khác, ngoài chuyện mà mình có được cơ hội thưởng retroactive hay là thưởng bounty hay không, nó còn có những cái cơ hội khác. Ví dụ có thể để đầu tư sớm vào dự án, hoặc là có một cái làm cái job gì đó trong cái dự án để mình đi gắn bó lâu dài hơn nữa. Thì đó là cái mà mình định hướng cho mọi người, anh em trong Mì Gói là như vậy. Nghe đến đây thì chắc là mọi người cảm nhận được là cái sự tinh nhuệ cũng như là active của cộng đồng Mì Gói nó phải nói là kinh khủng cỡ nào. Và mọi người testnet thôi mà làm cũng rất là chuyên nghiệp. Rồi thì chắc là hỏi thêm anh Vũ về chia sẻ về những cái kinh nghiệm khi mà anh Vũ build ra được một cái cộng đồng như Mì Gói. Thì trong cái giai đoạn đầu hoặc là trong cái giai đoạn mà form lên cái văn hóa cho cộng đồng thì không biết là anh Vũ có gặp cái khó khăn hay là có những cái thách thức nào? Với cộng đồng Mì Gói thì thật sự là cũng anh làm vì đam mê là chính thôi. Tại vì lúc đó là cứ làm là làm thôi, chứ không có nghĩ là nó sẽ được như bây giờ. Thì tới một thời gian thì có nhiều anh em nhảy vô phụ. Thì mà mình build cái cộng đồng từ lúc mà nó đang là downtrend 2018, cho nên là cái qua được, khi đã qua được cái downtrend là cái giai đoạn nó rất là nản. Có cái giai đoạn cuối 2018 thì mình ngay cả bản thân Vũ cũng không đang hỏi lại mình là ủa cái thị trường này thực sự là mình có đầu tư đúng mảng không. Lúc đó cái bít nó cứ giảm liên tục, nó cứ ai cũng nói 10.000 là cản cứng, xong nó xuống 6.000, cái cản này không thể lủng được. Mấy tháng trời rồi nó không thể lủng được, support này rất là cứng, rồi nó xuống 3.000, 3.200. Thì mình lúc đó anh ngồi anh suy nghĩ lại,
ủa mình có đi lộn đường không? Thì cái lúc đó chính bản thân mình cũng nghi ngờ. Thì đó là cái giai đoạn, anh nghĩ đó là giai đoạn nó cũng khó khăn lắm. Rồi cũng ráng, cũng cày cục, cũng cứ viết được cái gì viết, cứ học. Tại vì mình vừa làm vừa học thôi. Trong cái, tại thị trường này là một thị trường mới, nó mới hình thành đây thôi, khoảng 5-7 năm thôi. Thì mình cũng học và học hỏi từ rất là nhiều từ anh em, rồi mọi người đóng góp vô thêm. Thì anh nghĩ đi qua được downtrend là một cái giai đoạn rất là đáng khích lệ đối với cộng đồng Mì Gói. Mọi người rất là gắn bó với nhau. Nhưng mà có một cái là rất là nhiều người không vào được cái group Facebook của Mì Gói. Nhiều anh em có người vô 13-14 là không được bị reject hết. Nhưng mà tại vì anh muốn giữ một cái cộng đồng là mọi người có trách nhiệm với cái khoản đầu tư của chính họ, thì họ phải đầu tư vào chính họ trước. Họ phải có trách nhiệm với chính cái khoản đầu tư đó. Họ phải đọc thật nhiều, họ phải theo thị trường thì họ mới nên vào Mì Gói. Còn nếu không thì nếu mà mình theo kiểu mà ok, ông admin nói mua con A giá này, bán giá nào, rồi stop loss giá nào, thì đó không phù hợp. Mình không đi theo hướng đó. Mà ngay khi mà anh làm Mì Gói tới bây giờ thì thật sự là bây giờ là member giỏi hơn admin rất nhiều luôn. Admin xách dép đi học member không à. Tại vì trong đó toàn là mấy ông giỏi không à. Toàn là những người học rất, họ dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, thì và mọi người chia sẻ với nhau rất là nhiều, thì nó thành một cái group, tuy là nó không to nhưng mà cái lượng thông tin mà có hữu ích á, thì nó nhiều. Mình sẽ cảm thấy là cái new feed mà nó chạy trên cái group thì nó mình mọi người nhận được cái giá trị nó nhiều hơn. Ok, chắc là sau cái buổi trò chuyện hôm nay thì cũng mang lại rất nhiều giá trị cho anh em nào đã nghe podcast này rồi đúng không? Thì thôi thì thời gian nó cũng cái podcast nó cũng đã dài rồi, thì chắc là để anh Vũ gửi lời chào đến các bạn nghe podcast này ha. Vậy mình xin cảm ơn anh em đã dành thời gian lắng nghe mình ha. Hẹn gặp anh em trong có thể hy vọng sẽ hẹn anh em trong cái kỳ tới. Khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Ok, rất cảm ơn Vũ đã dành thời gian đến với podcast DeFi Discussion và hy vọng là sẽ được gặp lại anh Vũ trong những cái tập tiếp theo. Yeah. Ok. Cảm ơn em.